Nguyên clip không phải có mở bài, thân bài, kết bài mà thôi. Mở bài làm về được cái 14 đầu mắt nè, 52GB đủ màu, 256GB cũng về không rồi, còn 128GB em về được có hai màu tím với đen thôi. Thì vậy nè, rất nhiều khách hàng đã lên đời bên em từ 128GB lên 52GB. Em nói thiệt, giống như bây giờ 128GB xài hết đủ rồi, xài hết đủ rồi, bây giờ lên đời 52GB. Thì khách hàng có nói là có cầm qua một số bên á, em máy ngoài em thu 90%, còn máy ngoài kia em thu 100%. Thì nó bị cái này nè, là tới cái thân bài nha, là khách hàng á cầm ở bên khác á thì bị báo những cái lỗi gọi là không rõ ràng, màn hình lâu lâu bị đơ, rồi máy lâu lâu xài bị nóng cái kiểu á, và thu á cái 14 đầu mắt 128GB á nó tầm khoảng 15-16 triệu thôi. Cái giá đó là cái giá không đúng nha, không đúng. 14 đầu mắt hiện giờ đó là cũng phải hơn 20 triệu rồi, 1978 21 mấy kiểu vậy thôi, kiểu vậy rồi, chứ làm sao mà anh em thu rẻ được. Thì vậy nè, bây giờ em báo cho trước cho anh em nè, đây những cái cách test sơ để anh em phân biệt được lỗi phần cứng và phần mềm. Thứ nhất là ví dụ lỗi ứng dụng nào thì anh em xóa ứng dụng đó, anh em cài lại giúp em, đơn giản vậy thôi. Ví dụ anh em xóa ứng dụng rồi anh em cài lại coi ứng dụng có xài được hay không, chứ lỗi đơ đơ mà cái kiểu không rõ ràng, anh em vẽ ghi chú kiểu mà nó anh em nó lâu có đơ, mà anh em vuốt anh em vẽ này nó có đơ đâu nè, dùng nó nhíu giật giật cái, nhíu giật giật cái thì nó bị lỗi. Nhớ nha, thứ nhất là xóa đi ứng dụng nào bị lỗi cài lại, cái thứ hai là anh em thử hai reset, cái gì nè, tăng giảm giữ nút nguồn. Hai reset anh em giữ tầm khoảng 15 giây mà màn hình sẽ tự tắt và sau nó sẽ chạy lại, giống như anh em coi những cái máy laptop hay là máy tính bàn cái kiểu mà bị lỗi á, anh em giữ luôn nút nguồn á cho nó chạy lại thử coi. Rồi xong nó hiện táo lên em buông nút nguồn ra, rồi nó chạy. Chứ nói lỗi gì màn hình lâu lâu đơ rồi camera bị đơ rồi trừ 2-3 triệu không có. Nè, xử lý những lỗi vậy. Cái thứ ba là anh em vui lòng, anh em chịu khó. Anh em bán máy đúng không? Anh em chịu khó. Anh em đặt lại iPhone, xóa tất cả nội dung mà cài đặt. Đó, anh em backup xong rồi đó, em xóa cả nội dung bài đặt rồi xong, anh em muốn test gì anh em test. Và cái thứ tư anh em vui lòng, anh em lên cái iOS mới nhất, lên iOS mới nhất coi nó có fix được những cái lỗi cũ còn tồn động ở trên iOS cũ hay không, ok nha. Và cái thứ năm là cách cuối cùng để anh em test coi là lỗi phần cứng phần mềm hay không, là anh em đập không, này em nói nghiêm túc nha. Ví dụ màn hình á nó bị sọc màn, anh em có thể ấn vô cái chỗ sọc, cái đường sọc ngay cổ cáp ở đây nè, nhiều lúc nó hết sọc. Không, em nói thiệt, nhiều lúc nó hết sọc đó, nó bị rạn cái mạch nó ngay dưới đây nè, lúc anh em ấn nó hết sọc, nó là test kiểu hên xui mê rủi á, kiểu như mẹ của Nobita mà đi đập cái tivi á, anh em hình dung không? Anh em cứ thử đập thử đi, nhiều lúc cái cam rung nè, cái phe đi nè, cái màn hình đơ cảm ứng nè, anh em đập trên đùi, anh em đập bọp 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 vậy nè, đó coi cái thử coi nó xài được không. À, chứ anh em giờ xài máy lạnh anh em bấm không ăn, anh em xài tivi anh em bấm đồng hồ tivi không ăn, anh em có đập không? Anh em hình dung không? Mà sao điện thoại anh em bị hư, anh em nói à bị hư đó, anh em thử lôi ra anh em đập thử vài cái thử thôi. Nhớ nha, qua 4 cái đó rồi mới xác định được là lỗi phần cứng hay là do lỗi phần mềm. Kỹ thuật bên em có test chuyên sâu hơn, test 2 ngày, test decode VN, nói chung là test tùm lum tà la hết, test chuyên sâu đo mạch các kiểu thì cái đó là test chuyên sâu. Còn anh em ở nhà anh em fix những cái lỗi đó chỉ qua 4 cách như trên thôi. Tắt giảm reset, rồi tăng giảm lượng reset, rồi hạ xóa ứng dụng rồi đặt lại, rồi reset trắng backup xong, vân vân lập là đó những cách test mà em thấy là hiện giờ đã fix được 80% lỗi thường gặp mỗi ngày. Còn khi bán máy nó nói à màn hình nó lâu bị đơ, em mở camera nó lâu bị đơ, em vuốt em nghe gọi thử em thấy màn hình của anh vuốt nghe không được bị đơ, cái đó là phần mềm, chứ đừng nghe nó nói là do lỗi phần cứng. Và thế là trừ 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu hình gì đó, ép cái giá xuống còn 15-16 triệu là không đúng. Em về cái 14 đồ mắt đây, 52GB 4 màu đây, và khách lên đời 128GB rất nhiều. Khách đưa em máy 128GB và lên đời 52GB rất nhiều. Máy này máy new 100%, em bảo hành 1 năm rồi, nó một tất cả lỗi phần cứng rồi. Và lên đời em thu bằng 100% giá bán lẻ rồi. Duy nhất Việt Nam của mình đang làm cái chuyện đó thôi. Anh em có lấy giấy bút ra anh em tính thoải mái, 500.000 em thu được xếp hành của anh em á, em giảm khách cũ phanh cứng và không lấy phụ kiện là 200.000 á, em nhận được có 300.000 thôi. Và cái máy cũ anh em đưa lại cho em á, em phải bảo hành 1 năm. Cái máy mới anh em vừa đổi phải bảo hành tiếp 1 năm là em lỗ, không có đường nào lãi cả. Và suốt 1 năm như thế anh em lại được reset như thế. Đổi máy
lên đời sẽ có hạch hoài như thế. Nào 14 đôi mắt nè, em bê đủ 4 màu nè, đen, trắng, tím, vàng nè, nào, màu trắng nè, nó cái màu đang hot trend nè, nó Katana thép đánh bóng được của anh em nè, nào màu tím nè, đó Rolls-Royce Phantom CI gì của anh em nè, đó Rolls-Royce lấy cảm hứng từ màu này nha, nào màu đen nè, đó Maybach các kiểu nè của anh em nè, đó màu đen ở cùng là màu vàng, màu này châu Á mình rất là thích, châu Á Dubai rất là thích màu vàng này, nè, đó máy mới 100%, chân ốc chân sạc vân vân, và những cái máy này em cam kết là không zin nặng máy, bảo hành suốt đây 1 năm tất cả lỗi camera màn gì chân sạc gì nút gì bấm không ăn rồi phe đi gì đó lỗi là em đổi một hết rồi thế nha.